để bà kể con nghe nghe. Hồi nữa á là bà lùm trang sử đi lo á là có cho nó lùm cưa trong đó, ổng lùm chủ mới so nghe. Đây ổng á là xóa vần ru, tên ông đó á xóa vần ru dạ. Tức là bà vô đó bà ở bà lùm đó thì cũng quen biết với nhau rồi thôi, không có chi ta thời gian mua bà ở đó được là có mấy tháng mày. Cái là cái mấy sao để lo nó là họ thầu giải toán, giải toán lính đồ họ kéo đi đâu không biết, đi hay còn mình ổng mới lợi là ổng nói bà này ổng kêu ổng đi họp ở trong Sài Gòn á, rồi chừng khoảng 7 bữa là ổng về. Cái là ổng cũng chứng nhận là bà có thuê, ổng chứng nhận rõ ràng như thế, ổng kêu ta không có lao xô hết nha, thì để ổng đi thầu ít bữa nữa là ổng qua trở về, rồi về Đà Nẵng ở là ý ông nói cái đó. Thì bà cũng tin tưởng cái thôi. Sao ông đây sao bà vô lựa bà xin cái điện thoại, ông hậu đó điện thoại trên trời á, điện thoại dây á, không phải điện thoại như thế này. Bà mới hỏi là ông cái ở đây mà họ chưa cho về, thầu rón ấy mà thầu gian nữa đi qua thì như thế nào. Sao thầu gian nữa bà điện á là bà được là tốt 3 tháng rồi, có mong hát là 3 tháng rồi bà mới điện lại á. Cái là ông nói là trừ về không được, trừ ông nói là cái này là vú này không được nói. Ông nói bà ông cái này là vú không được nói, Mỹ sẽ đi. Và ông nói rồi hiểu rõ cho em, hiểu rõ chưa, nói rõ rào anh đi đâu anh đi mà anh nhớ là ngày nói thôi, nói là tôi xin nói bà ông á. Thì ông cũng ừ thử nữa thôi. Và ông nói ra thời gian đi cái là đi biệt luôn á. Dạ. À bị cách mạng vừa phá á, có đi biệt luôn, không ngay tung tích gì ngay. Hay là khi bà sinh ra đó là bà nhớ là năm 71 nhưng mà tháng chín âm, chứ bà không nhớ ngày dương, mà bà nhớ ngày âm là tháng chín âm. Bà sinh hầu nó là tốt giờ sáng, sinh tháng là tốt giờ sáng. Dạ. Đấy, sau hầu đó rồi cái bà cũng đeo bà nuôi, nhưng mà vì hoàn cảnh, có biết hoàn cảnh thôi, chứ không ơ mà ưng để cho con mình mà cho cả khó. Cái rồi bà chị á, bà chị bà mới nói thôi trừ cái liệt hậu nó sốc nhau nữa, ra má nhiều quá, bà biết yếu không rồi bà biết sợ, bà kêu chị bà vô bà nói như thế này này, chờ chị nên chị giải quyết cho em, rồi chị bầm trái gì chị lao dùm cho em xí, rồi em đi bệnh viện này cũng ti là xoa bớt rồi á là em về lại. Nói bà chị bà bầm đi cũng khoảng hơi tuần, chị đi về cô đi hơi tuần là cô gỡ lại cho bà. Bỏ xa cái cô về lại, cô về nó bà cũng thấy yếu quá, bà nói em còn yếu lắm, chị mới tính xô mà chừng bà chị nè, bà có hơi đứa con rồi còn nhỏ, bà không thể giữ hát được nữa. Chứ bà mới nói đây nè, tao chừng chị với em đi gỡ, đi gỡ thằng cô gỡ chừng khoảng là hơi năm xa là mình xin về rồi, là để cho con bà lớn á, là bà xin tới về bà nuôi hơi chị em là nuôi được 3 đứa con riêng của bà nữa, nuôi đầu lưu bà. Rồi cái là sao hồi đó mới gỡ đỡ cũng lên nữa, bà gì là tên bà Thanh, bà ở trên bà ở hậu nó bà ở phúc bà ở Hòa Khánh. Xin về á thì bà cũng nói buồn buồn đó, thì bà mới nói đây bà kêu trừ á là gỡ lợi xuống dưới giờ trời con gà, hậu nói là con gà chứ không nói thánh tâm, thánh tâm là máu đảo đây phải, chứ còn hậu nó đâu con gà. Cái là hơi chị em bê bầm xuống gỡ, gỡ tâm nhận giấy buồn buồn là cũng tay hén á, là bà để là nếu không có đưa cho bà, nhưng mà nói bà đây nè, gì có sai gì có đặt tay thánh, tay thánh hén á, là lấy luôn cái tay hén là Lê Minh Tuấn cho con, nói bà rứa chứ không biết rằng giấy mà đưa bà. Cái bà mới nói tôi để đó gì lo, cái gì lo dùm cho con hơi năm xa á, con vô con lộn an con tính chỗ ở của hơi đứa con của bà hơi đứa con riêng á, là hắn an hạt 3 đứa mất đứa còn hơi đứa, thì rầu con qua trở về. Ra cái năm 75 á là bà đi vô nó là năm 73, cuối năm 73 hậu nó là cái là bà trở về á, giải phán trở về á, tìm không ra. Dạ. Tìm không ra nữa, hỏi xanh quanh đó mấy người họ cũng đổ á, hỏi họ kìa ở đây trừ hậu nó đánh họ nó kết muộn gì nó quá trần rồi, bà không còn thấy thiệt cửa đồ chi con lo hết, không còn cái xa thời gian không biết đâu nó mà tìm, của chỗ này chỗ khác không được, nó cũng bà nó thao trừ chán biết đâu tìm, để thời gian thử
cái xa để thời gian cũng lâu á, đó là con cũng biết mình về quê rồi, nó cũng cực rồi, đúng rồi. Cái là bắt đầu cái thỏa lùng hết, ta 3 năm xa vợ đi kiếm lợi là ở nơi chuột đường đi kiếm lao vợ, cả thì họ sinh họ nuôi, người thì chở đi Mỹ, thì biết cái đâu mà bà tìm, bà có biết tin tức đâu nữa bà tìm chứ thâu thỏa lùng, Vậy là thỏa lùng sau đó thì bà có vô nhà thờ bà kiếm lại hả? có vô nhà thờ kiếm lợi chùa, mà trong nhà thờ nó chỉ có 3 người thôi chứ không còn ông cho ông đi đâu mất À, trong nhà đó thờ chỉ có 3 người. có 3 người, cái bà bé hủy cái bà nó á, bà hủy cái bà mà bọn của cái bà mà lãnh công bà đó lãnh nuôi á, thì bà hủy á, bà nó bởi kỳ là bà chết rồi nghĩa phán là bởi vì bà bị đoạn bà chết rồi, thì bà có gỡ lừa tôi à, bà gỡ lừa tôi nhưng mà trừ hầu nó rồi họ cũng nói là xin đứa này xin đứa kia hết, còn còn ít đứa thì gỡ đi Mỹ thôi. Cho nên chờ tôi cũng biết mà chờ họ nó là lâu rồi nói chứ cũng khá 7-8 năm đâu, 7-8 năm bà mới đi trả lời cho nó là họ mới nói là chừ á thằng có đi ni á là hầu nó là tay ngán á là đi Mỹ lẫn nó riết chứ còn tay họ đẹp họ xin là họ đẹp á là không họ không tên chi tôi cũng chưa hiểu cái đi không túng bởi càng túng thôi. Cái cô mới để ý nữa cái cô về cái thằng cha nữa hắn bị ngay hắn cua trong tivi á bị chạy vô đâu á hắn kêu cô ơi chàng nói cô ơi trừ cô có tìm hắn được không cô ơi tôi chưa biết cái đầu tiên ở đâu không hắn kêu ở trong tivi á có giới thiệu mà hót tẩu lắm hắn hót mà hơi vợ chồng thằng nó khác mà thằng mà qua tivi á khác hắn khác thì kể được thử hắn tẩu lắm nhìn vừa đoạn đa khổ lắm cho nên là gì cũng thấy cũng quân ức cũng tội không biết phước có tìm hắn có loài không nhưng mà thấy cái hoàn cảnh hắn quá tội bức xúc mà không biết ở đâu tìm khổ đó, không biết đâu tìm mình có biết đoạn nào rồi cái bà bé im khô khô tới thời gian cứ chạy mấy bọn á ngăn lên mọn với công này nó hủa cùng cũng không có nó không biết thâu cái bọn thở lơ mí bây giờ bà cô đang nói rằng là nhiều người mà họ xin quá đi họ họ đi tìm quá đi tôi năm mấy người đó không phải còn bữa tại xa thời gian có một bà mới đây cách đây hơi nào bởi nhìn là con bà cái rồi kháng có gì đó có gì nhờ bà hắn gặp bà nhưng mà xa thời gian trong một năm năm ngoái đây là không phải nữa nó trở lại trong tivi là không phải nó lên bọn đó là không phải cái họ bên núi lựa bà ở cái bà là cú chót đây giờ bà muốn đi tìm rồi từ bà tìm đi lên trên mọn đó bà hủa mấy người mà họ lùm họ biết á biết bà ở mùa mà biết công trời mới biết công chứ lùm chi mà nếu biết con sớm thì không đi nấu cái giờ như là thế này đâu tặng mà nó không biết rồi bà cũng dò lần tuổi lên cô rồi trời là coi như có 13 tuổi ta hồi đó cái là bà biết không biết cái đâu nữa thôi lên ngọn đó đó bọn bè của công trưa đây hắn điện hủa cùng không không thấy không được có biết công đâu mà hủa công Dạ thưa bà, vậy là bà có nghi ngờ ca sĩ Randy là con của bà hả? thì ơi họ cũng nói là nhìn cái mặt bò của hắn á là giống nha cái vàng bò nó là hót rất hay để bò đứt nó rơi rất hót rất tuyệt vời tuyệt vời ở đây à, cái thôn này á hắn đi hót cùng mà hắn đi hót đi đi chơi á đi hót cùng cái môn có đền nè huyện tỉnh cũng có rước hắn đầy hai chứ hết mà để dỡ phán cho đồng bồ ngay đó thua đó cái lương là nó đủ hết hết á nên họ cũng nhận định ở cái vàng của hết kha hôm nay là anh gia đình nên là anh hết rất kha không khóc chứ con quà đâu nếu như hơi đứa mà triệu lợi với nhà hơi đây bán 1 triệu lợi nó khóc không ơi thua rồi nè họ họ mới tìm cái chỗ đó họ mới nói bà biết nông nè mình nghe chứ mà biết có phở không để cũng cũng không biết còn ra cậy người nay con gứa đây giàu nó cậy người nó người khóc nó cùng thiên cùng của cùng không rồi không được thời gian bệnh thở rồi năm ngoái năm nay trừ ra là có con chó ở gần đây hay bị cười không thấy con nó bị chạy xuống núi như gặp con trước mẹ giàu có phở hay không phở là gặp con cũng lâu rồi chứ không phải là trừ mới gặp đâu Vậy thưa bà là bây giờ thì bà có nguyện vọng như thế nào? thì bà nguyện vọng của bà lần cuối á
thì bà cũng lớn tuổi rồi, bà nguyện vạn rằng mà gặp được con mình lần cuối cùng, bởi để gặp tâm sự cho con mình không biết quần như thế nào. Bà không mang ước mà có đi gì hết, chỉ gặp mẹ con, gặp con hết đã được lời đứa con chính thức là vợ lớn, để gặp là như thế nào. Thôi chứ cũng không bà không ô ước, cùng ở đây nó là con bà mua bà cũng đầy đủ hết, không thiếu sót một cái vấn đề hết. Cho nên bà ô ước là chẳng đó thôi. Để gặp được thì bà cũng mừng, mà lúc gặp được thì bà cũng gặp lại con lần cuối cùng. Vậy thì bà nghi ngờ là anh Randy là con của bà, thì bà nghi ngờ khoảng mấy chục phần trăm? Bà nghi ngờ là theo nhật chính thức mình bộ đại học cô đang chỉ vậy á, họ cũng nhận thức là hắn giống bà. Cho nên bà chỉ ô ước nếu như hắn giống sự thật á, mà má mẹ là chắc hầu nó bà cũng phải đi thử. Hay là như thế nào đó là con hướng dẫn bà thôi. Bà không biết, nhưng bà nghi á là cũng phải là 70% và 40%. Vì không thôi. Bây giờ con đứng là cái lối thoát của hắn á, thì giống con bà. Thoát rất là hạt. Khuôn mặt công nhìn khuôn mặt của bà này, chưa bây giờ rồi, tôi 15 tuổi đây, tôi 13 tuổi đây, mà ngó thử có tượng tượng giống như hắn. Bây giờ con nói với bà như thế này nè, là anh Randy cũng có dặn dò con, là nói đó là sau này nếu có trường hợp nào mà nghi ngờ anh Randy là con của bà mẹ đó, thì trước hết là mình cứ bình thản, mình đừng có đặt hy vọng cao, rồi đôi khi lỡ thử không phải rồi lại mang lại cái sự mà buồn phiền vào trong trong người mình là không tốt. Vì lẽ đó là đừng có đặt hy vọng cao, gọi là còn có hy vọng thì còn tìm thôi, chứ đừng có đặt hy vọng cao. Và tuy nhiên là câu trả lời cuối ai gọi cái gì ha, nhưng mà không phải hay có phải thì bà cũng chưa biết, biết thì biết nữa thôi, nhưng mà để đến cuối cùng á, nhưng mà cái lịch sử của anh rất là đau. Cái lịch sử của anh rất là đau khổ. Thì cho nên bà thấy rất tội. Thế này này bà nè, có nghĩa là theo như cái sự trình bày của bà đó, thì là con của bà sinh vào tháng 9, sinh vào tháng 9, rồi tên đó là Lê Thanh Tuấn gì đó, thì trước mắt đó là có hai cái điều nó không trùng khớp. Thứ nhất là họ Lê, bởi vì anh Randy là họ Trần, họ Trần, thì cũng có thể là biết đâu có cái sự nhầm lẫn nào đó, nhưng mà trước mắt thì là cái đối chiếu về cái đó là thứ nhất là nó không trùng khớp với anh Randy, là không trùng khớp về cái tên, cái họ. Tên thì trúng nhưng mà họ thì không trúng. Còn mà cái sự chênh lệch thứ hai nữa là về cái tháng sinh, thì hình như anh Randy là hình như là ngày 25 tháng 1 gì đó năm 1971, thì gọi là tháng thì nó cũng có chênh lệch. Tuy nhiên thì đôi khi cái sự chênh lệch đó thì cũng có thể là đôi bên khai nó không có trúng, có thể là bà nhớ lầm, hoặc là cái người mà ghi chép của anh Randy thì có thể là ghi lộn, cũng có thể có trường hợp đó xảy ra. Nhưng mà trước mắt thì là nó không có trùng khớp được hai cái, không trùng khớp hai cái vấn đề đó, thì cho nên là để mà cái kết quả cuối cùng là phải, nếu mà bà nghi ngờ mà bà có yêu cầu thì bà có thể xét nghiệm ADN, nếu mà anh Randy mà gọi là đồng ý, thì cho nên là con sẽ hỏi lại anh Randy coi trong trường hợp này như thế nào, anh có khả thi hay không, và anh có muốn cho bà là đối chiếu ADN hay không, thì con phải hỏi qua anh thì mới được. Mà nếu có không là nếu như đúng là ba tháng anh nhớ cái tay nó ví dụ như cái sao về nó không tìm ba tháng không có được hay không, là làm sao mà tức là nhớ cái tên đó rồi sau về ở bên đó hỏi cái tên đó đó ha. Ủa cái tay nha, tên gì? Seven Row. Hầu nó lùm ở mấy sơ đều lo. Đều lo là không lùm lính. Lùm coi như là mấy sơ mà cho lính em đi gì em rồi đó, không biết hành quân gì đó rồi đó. Rồi em ổng hầu nó tầm vác ổng cũng khoảng là 1m7, tầm vác hắn cũng 1m7. Nhưng mà tuổi cũng còn không lớn lắm. Nhưng mà cũng rồi, mà không đẹp trời. Rồi con thưa bà cái nữa,
Con thưa bà một điều nữa là nếu ví dụ mà trong quá trình xét nghiệm mà nó không phải là mẹ con với anh Sandy thì có thể một người nào đó họ nghi ngờ bà là mẹ của họ, một 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 người khác nghi ngờ bà là mẹ của họ thì họ sẽ tự tìm về. Có thể là trong sổ ghi chép họ đúng cái tên của họ là Lê Minh Tuấn gì đó thì họ sẽ tìm về với bà. Cũng 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 có thể là có cái trường hợp thứ hai như vậy. Thì còn cố gắng cho bà, nếu không được nó ví dụ như xa mà có một đứa nào người nào á mà đi tìm hay là rang đó thì con cũng hướng dẫn có bà mẹ bỏ cũng đông đi tìm con qua tin nó thì khóc Cho nên là bà đừng có hy vọng nhiều quá để rồi đôi khi lại lại không phải rồi lại buồn. thất vọng rồi mình bị buồn đúng. Nhưng mà trước mắt á là gọi là mình được thổ lộ ra, mình nói được cái điều mình muốn nói thì dù sao trong lòng mình cũng nhẹ nhõm được một phần nào. Được Có đúng vậy không bà? Có đúng vậy không? đúng á, bà cũng đúng như lời con nói Gọi là mình được thổ lộ ra thì nó cũng dù sao mình cũng đã được nói rồi. Còn có được hay không là do cái duyên trời nữa. Vậy bây giờ thì bà có mấy đứa con? Sau này bà có mấy đứa con? trước trước thằng có đi nó là coi như bà là ba đứa trời. À là trước đó đã có rồi đó ha. Trước đó ông xã bà mất lâu rồi mà mất ông xã bà mất năm bộ thăng kìa, năm sáu tốn á. Rồi. Vậy là trước đó đã có ba đứa con rồi. Ba đứa Rồi con ông xã sau sau đó rồi bà làm ở trong trong sở quân đội hả? chơi Sau làm cái gì ở trong đó bà mấy sao á, lùm nhà ăn uống á, Mỹ á, nhà ăn ha? á, mấy sao là họ kêu mấy sao là nhà ăn á, họ nói giống như chị câu lạc bộ trời đó đó, giống như đứa đó, nhà ăn không á, sĩ quan ăn có, lính ăn có, Dịch vụ ăn uống còn này ở kia là ở chỗ ha, khác, nhưng làm mà dịch khi họ ăn là họ tự về đó họ ăn, dịch vụ ăn uống này kia ha, nấu nấu dịch nướng vụ này ăn nọ. uống nữa. Rồi con nắm được thông tin rồi. Rồi con sẽ dạ thưa bà thì cái cuộc trò chuyện này thì con công khai để cho ai muốn kiếm về bà thì họ kiếm có được không? Bà có muốn con công khai cái cuộc trò chuyện này không? Ra Tức gì là à? cái cuộc trò chuyện này con công khai lên cộng đồng có được không? Và bà mong muốn điều đó phải không ạ? Muốn chứ bà muốn Vậy thì con được công á, thì bà nói được rồi bà cũng cảm ơn con rất nhiều, mà cũng là lần cuối cùng thôi, bên đây là 83 tuổi rồi, chút xíu nó cũng yếu nhưng mà cũng cũng còn đỡ đỡ đây, nhưng mà phải một năm mới lận lây một tuổi, một năm mới lây một tuổi nữa thì không muộn quá, thì sợ bà cũng không thể gặp ông được, mẹ con cũng chịu anh cũng bị mẹ cho nên chị đừng cho con nói chuyện Chào cho chị. nói chuyện em nói chừng nói thiệt tình đó, em là giao út trong nhà đây, mà nó như tên nếu như mà mẹ nhìn được đứa nữa đó, thì em không phải là út. Nhưng mà cứ kiểu mẹ bữa nào cũng cầu nguyện biết bữa đặt kinh biết nữa cơ, em nghĩ thấy mà mẹ em bữa ngầu nên bữa cứ ngày nào cũng đặt kinh đó, rồi em nói chung là em cũng có xin xin nghe người ta họ đầu quá anh biết không, có rồi em thì đi lùm năm ở Ngồi Đồng mà chồng em là có tính tự ấy nó nghe họ nó là cái mỗi lần nó là tới giận mẹ được đó, cái đôi khi thấy mẹ thì mà do thì thấy cũng đôi khi thì cũng có má anh bon em mà mắc người anh đào rồi còn có hư người mẹ, nhưng mà em nói đây em là em kìa thâu để nó nghe họ nói thì mình đi hỏi thử cho mẹ thử để tạo cuối đời rồi nói chứ cũng có lầm lẫn hết trơn á, em nói đó em mẹ ơi em nói chồng em kìa thâu mà trời ơi cũng lầm lẫn hết trơn chứ ông đừng có nói chi nữa trơn á, chứ em kìa thâu mẹ cầu nguyện mà xin đi lỡ đi có còn sống thì diện gì mẹ, còn mà lỡ những mắt rồi thì mẹ cũng mẹ cầu xin Chúa ơn trên đi đừng đừng có khó múa chỉ tao thấy cũng tội em biết tốn mười mấy tuổi rồi chứ còn đúa thì không đúa, em nói thiệt ở dân năm thì không có đúa, em đường ruộng không có đúa đâu, mẹ ở với em ơi mà anh một ông anh ở Quy Nhơn một ông anh ở Ông Khê, nhưng mà em cũng đi tìm biết em nói mẹ đi tìm nữa tội tội đi mình đi nhà thờ mẹ cứ cầu nguyện xin xin thứ chọn còn sống nữa tội mẹ, nhưng mà cứ mỗi lần cô đang có tivi nó thấy rồi em thấy mẹ nó với mẹ 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 bà do em với ông nó giống quá em với cái mẹ này giống mẹ như tọt rồi giống mà ra mà
con thấy giống từng cái điều đi nữa mà chấm còn sống chứ không chết đâu mẹ ơi. Dạ. Và cái hồi xưa nè mẹ là bị quyết giận, mẹ gỡ vô có cục quyết giận trừ mẹ cái mẹ nhìn trong tivi nè, mẹ biết ở chỗ mù mà mẹ đi nhìn nha, đứng trong tivi nè mẹ nhìn chỗ mù mẹ nhìn trong đó rồi chứ kìa thầu để điên ra điện hủa thử mà em để mẹ ở quê với chú Hồ Linh á, em mới thôi em Hồ Linh ở quê ở không ở quê này không, Hồ Linh là hai về quê đi lắm quê Bổ Lục như Hồ Linh hai về quê cho từ thiện á, nhưng mà hầu mấy năm đi rồi không thấy Hồ Linh về, thấy Hồ Linh về thì cũng hủa thử. À thưa chị, thưa chị vậy rồi lâu nay đó thì mẹ có thường nhắc không, có thường nhắc người em đó không? Nhắc biết gì nhắc mà sợ chồng lo đó. Chồng quên rồi kiểu đen bệnh đáng rồi còn bố ổng lo bẩm biết nè lo thấy tội thấy tội nghe nghe kìa. Rồi còn thêm một điều nữa chị, thêm một điều nữa đó thì là nếu ví dụ như mà bây giờ kiếm được thêm người em nữa thì trong gia đình mình thì có hoan nghênh không, có vui vẻ không? Vui vẻ mừng lắm. Tôi là nói với thiệt quá nha, không biết chú bao nhiêu tuổi, tôi biết ca sĩ tôi nghĩ này, nhưng mà tôi làm nam cho tôi cũng ba đứa thằng trời lắm thình rồi. Thằng ba thằng trời cũng có vợ có con có hết trơn rồi. Trời tôi chỉ nguyện dặn là cái đời mẹ tôi gặp xí thôi, cho chồng tôi có đứa em đó thì tôi cũng mừng thôi, tôi cũng có nguyện dặn, tôi cũng chẳng cần cái gì đâu. Đời chết tà sống mơ chú ơi, tôi muốn gì của chú tôi không có cần, tôi lùm ruộng thì tụi em cũng đủ thôi, tôi lùm năm lúa gỗ tụi em cũng không mấy, nhưng mà tôi thiền hơn bờ mẹ em nguyện dặn, tôi là theo độ, tôi cũng tâm là mẹ tôi có tiền được, mà chồng tôi có người tôi có người con mà có người em nữa thì tôi cũng mừng. Có chị là trừ hồi xưa thì còn sợ bên chồng bên đồ muốn thì trừ bỏ dòa rồi sợ gì nữa, trừ bỏ gần chết rồi không có sợ nữa. Tôi cũng nói tôi trừ không có hãnh diện gì nữa đâu, trừ chồng trừ là miễn có gì anh em được rồi, có anh có em đâm là mừng. Trừ không có hãnh diện không có ơn muốn chỉ muốn kệ họ. Mà chú biết là chồng tôi sợ cái đây nè, trừ bà em mình sơ đứa rồi, nhưng mà chồng tôi nuối tôi đi, trừ mà tôm tớp mà nuối ngay cũng vậy, tôi có kìa đâu có tôm tớp, tôi cũng im nghe họ nuối mà họ tôi sợ họ miễu mơ, tôi lùa chồng tôi lùa một đồng đó, họ có kìa đi tìm đứa em không về các vị đừng có lùng rụng nữa. Tôi cũng có đi, tôi nói chuyện với chú, mẹ đi mấy chuyện đi còn mấy năm trước có mấy chị giòn mà nó giòn cũng đã bốn đi mà đi không đúng, mà chỉ không đúng mà chờ cũng kìa thì bọn ba nghe cái tương tớ cái lỡ như mà không phở là gì ở cùi cúi đầu ở cái mẹ mình chơi mình đơm đớp nay tôi ơn nuối tôi không biết nuối đâu. Tôi nghe bà nữa hồi sớm bà vô tới nhà bà nuối á. Nói chung là thấy chị gặp chú tôi cũng mừng, chú bác má liền cũng mừng, tôi lái số điện thoại tôi cũng không điện nữa, thấy chị trình bày cũng như là mẹ trình bày giống điện giống điện mà em nữa, tôi quên biết có chị nó giùm đâu xíu đi, tôi sợ quá tôi không biết nữa, có chị nó giùm đó rồi có chị điện tôi cái không có chị để từ từ chú điện lại chứ đừng có bác mẹ nữa, mẹ lõng mẹ lắm mẹ nhớ không nhớ nhiều đâu, từ từ nữa học ôm mà mẹ nhớ chị nó nói. Được rồi thì nói đây thôi kìa, được á thì ấy có về Đà Nẵng á thì có được không được cũng lên thăm mẹ một chút thôi. Tháng giống quá thăm mẹ chút thôi, lỡ gì còn sống bữa nay nói chuyện với chú với mưa mẹ không còn nữa thì cũng tội gì. Cái đó tôi nghĩ mà tôi kìa tôi làm tôi xin biết tôi kìa mẹ xin biết nay chịu vô ngã vô mẹ cũng ngậu đọc kinh xin biết tiếng Mỹ mẹ vẫn còn biết mà tiếng Mỹ vẫn cũng còn nhớ nhớ đâu tiếng Mỹ là mình nói được hết là nó tự gì mình lòng sợ Mỹ không mình nói được hết đấy. Mà hồi xưa có cái bán nữa chú biết mình nhỏ ăn nghèo trời mưa hồi xưa tôi còn mất làm dao vậy đó cái mưa lụt á có bổ nó sụp có bán mình là tôi đem tôi dục hết xuống xa hố nữa không biết đòn rồi dục nhưng mà giữ bán hình lại trơn
hồi xưa bà lùm bà cũng giàu lắm đó, nhưng mà bà lùm bà bị một cú nữa là bà lùm sang Mỹ bà ẩn hòn ngon hòn đi hết rồi, trừ bà khổ đi chung thôi bà bãi, nhưng mà trừ khổ thì không khổ, ở với con thì không khổ. Dạ. Ở với à, em thì cũng không khổ em. Rồi bây giờ vậy nè chị cũng... nè. Dạ bây giờ vậy. À, thưa chị á, là nhìn chị với mẹ trình bày ai cũng có cảm xúc hết, ai cũng rơi những giọt nước mắt của mình, phải nói rằng là trong lòng thì chắc cũng là khát khao mong mỏi. À, em hiểu được cái điều đó. À, cho nên là bây giờ vậy, trước mắt thì em lấy cái thông tin vậy đi, rồi theo nguyện vọng của gia đình là đăng lên để kiếm lại người con của mình, thì để em cũng đăng lên coi thử. À, coi thử nó con có duyên không, có duyên để gặp lại cái người con của mình hay không. Còn về cái phần bên anh Randy đó thì để em phải hỏi anh coi thử coi anh cảm nhận như thế nào, và có muốn cho mẹ được xét nghiệm ADN để đối chiếu thử hay không thì em phải hỏi qua anh mới được đó. Rồi bây giờ tạm thời là em ghi nhận cái thông tin của mẹ như vậy đã, rồi có thông tin gì mới em sẽ báo cho chị hay nha chị nha. Dạ. Yeah. Cũng anh nghe thì bà của con thì con biết ca sĩ rồi cũng biết cái tay, còn tôi thì tôi không biết, tôi lồn ông tôi. Dạ. Dạ. Không biết mẹ. Này của hồi nãy biết con gứa kìa, con gứa út con bấm cái ca sĩ nó lên ngó cái mẹ thử mẹ không biết đòn ơi vô ở đây bấm. Dạ. Rồi rồi em chúc chị sức khỏe nha, cho em chào bác một tiếng nữa, cho em chào bác cái. Dạ. Dạ. Thân chú mẹ. Dạ. Thân của dạ. Bà má cũng cũng ơn công. Dạ. Được dạ. Hay không được thì cũng quê cái ơn công rất là cô quý. Bác còn nhớ tiếng Anh nhiều không? Bác còn nhớ tiếng Mỹ nhiều không? Ví dụ như bây giờ bác giới thiệu về tên tuổi này kia của mình bằng tiếng Anh thì bác còn nhớ không? Còn giới thiệu được không? Còn giới thiệu thì ví dụ như bác nói là ví dụ như bác là hầu nớ nha. Hầu nớ bác đó Mỹ á. Là bố kia là bố có 45 tuổi. Dạ. Có 43 tuổi. Dạ. Rồi ví dụ bố nói là có tiếng là có thông dịch nè. Dạ. Bố mới hạt có mấy tuần mà. Dạ. Rồi gấp lồm gấp vì không có người á. Mình vô đó mình lồm rùm hạt lặng hạt lặng. Dạ. Nhưng mà trừ có điện cũng quay nhiều. Bên lại nó không được giống nhiều. Dạ. Chứ ví dụ như anh qua Việt Nam lồm bao nhiêu mấy năm rồi thì cũng nhớ chứ, cũng hổ được chứ. Yeah. Là anh vua quốc Việt Nam mấy hăm mặt là mấy tù hay là mấy tháng ừ. Anh ở đâu qua vua quốc hầu này là anh ở đâu yeah. Rồi mình là ở nhà nơi nhà khớp thế đó. Rồi anh có vợ chưa là chưa gấp qua vua Hà Lan là anh không có vợ yeah. Nói là anh không có vợ nói không bầu gì mà yeah. Quên đâu nói chính thức được đâu yeah. Còn nhớ cái trai này còn nhớ được cái chữ anh nói yeah. Thì ví dụ nhân đi lao năm về du quá kia quanh mắt thu mắt chưa khăm si mi cái là không biết I love you chắc còn nhớ hả bác hả? I love you thì tiếng nó thường anh đó á. Dạ rồi đại khái vậy đi, rồi con chúc sức khỏe bác, rồi bữa nào nếu dạ. Có thông tin gì mới thì con sẽ báo cho bác hay nha bác nha. À ok dạ, dạ, dạ. Rồi chúc con mạnh khỏe dạ. Khỏe mới dạ. Đến lúc nào bác nếu không gặp con bác mà bác ra đi sớm thì gia đình cũng cho con biết là bác sẽ đi đâu. Dạ rồi con chào bác, bye bye bác dạ. À, bye bye con. Rồi rồi chào bác dạ. Dạ. Thôi, cảm ơn.